muốn kiếm cái mỗi người chỉ là 100 ngàn. 100 ngàn? Dạ đúng rồi. Viên tài liên của mình à? Dạ. Vì trái cây gì vậy cơ? Dạ cái đó dụng tư dụng nó trong cái ăn á. Mấy ông cái này tết này em lấy máy rồi. Còn mấy thì không có tết rồi. Này mới biết rồi. Dưới 1 mét thì em mới không tính. Này 1 mét là em không dặn giờ ẩm nó lên không tính. You know, like a few years from now when I'm retired, that's what I want to wear. Just pineapple, coconut, palm trees, just. It's a good place to stand because you know what? No mosquito. Oh, you didn't even see it. Oh, you have to be careful. You stand. Welcome back to my YouTube channel. As you can see, now we're going to the restroom. Picking up this. Yeah. Yeah, honey? Emma? Yeah, make sure I sit in front so I can record, okay? Okay. Is that everybody? It's one people. How did you? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mì khô hay cái gì đi. Dục xong bên kia cũng được á. Bắt chả không dùng hết rồi.
Trà đám xíu. Nhiều hơn không à, cái gì mà nhiêu á? Có đẩy chứ sao. Anh nhiêu bữa này à? Hold it, baby. You got it, you got it. Hold it like this. Babe, how do I open the bottle? How do I open the bottle? Yeah, those are But then I don't know. Everybody wants these. Oh yeah. Portable? No battery, huh? Manual. Phải chưa vợ? Ông đạp giỏi mà. Trời ơi, ông chạy đi. Đi hướng nào vậy? Đi lên không? Hay là đi qua? Recording? Oh yeah. Thank you.
chứ. No, I'm trying to stop him. I'm right here. Leave me alone. Trái gì? Hồ lô bầu quá chứ bầu mà là nó hả? Ồ vậy hả? Có uống được cái nước ở trong hay gì không? There's one whole piece. That's interesting. Đâu đứng ở kia chút đi ạ. Chút từ đầu kia. Ê, chú ơi, cái này. Chú cho lại. Quay lại bên cầu thủy. Quay lại đi. Dạ, mình đứng ở nhà hàng. Bọn em là hướng dẫn tham quan. Chỗ cái này kèm hả? Em là nó lớn dày ghê hay gì không? Dạ, ổi, quá vâng. Dây á, cho nó ngạt. Cái này tự động nó có nước ở trong hay là mình đổ vô? Không có gì thôi, cái đó xương sớm, xương sớm nó lạnh gì khỏi nó luôn. Nhìn miếng lụa đi hả? Cái lộn rộng. Bé, mấy cò cò được nữa. Ui, cái nước ổi. Ổi, ổi. You want to come in? I'll take for you. I can always freeze the frame and it'll be a picture. Này, it looks like oranges. It or with it? No, no, cam. Not tangerine, it's next to me. Look, this thing is sticking out. Yeah, em đứng kéo một hồi nó gấp. Pull it down. Đợi chị hả? Sợ đi lạc hả? Đứng lại chụp hình. Quá trời ở luôn mà chưa ăn được hả Thư? Dạ, tí xíu mình nhờ nhà hàng thưởng thức sao hả chị? Ừ, mà cắt bỏ mình ăn khúc dưới. Cắt dài. Dạ. Dạ. Chúng ta lấy hộp ha. Kéo tay em, cắt kẹt đi. Ây da, cái này nhãn hả? Cái này là cái gì? Dạ, con cái này cái dâu. Cái dâu hả? Trái dâu mình đó hả? Dạ đúng rồi, trái dâu da xanh đó chị. Ủa sao mùa ngay mùa mắm thấy trái vậy? Dạ cái này quá mùa rồi. Take picture of me back here. Trái này cho bẻ không? Trái này cho bẻ nè. Cho. Bẻ luôn, bẻ luôn. Bẻ luôn, cũng bẻ hai cái bán. Xe. Được rồi. Lúng. Lúng gì đây nè. Trái này cho bẻ ha. Đem một nhành cây, nhành cây trứng cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hả? Này anh mình nhớ anh mình đi qua bên Cancun nhé. À. Này hái quá trời. Ăn đi, rồi. Ăn đi. Dạ đây để thử thử. Rồi đây thử trái cây ăn. Trứng cá nè. Trứng cá nè. Dạ ai đu dây nè. Không thích đu dây nhất. Ăn nào. Kéo hai bàn lại được không? Kéo hai bàn nữa. Đằng đằng kia hả? Đằng kia có. Lại bên kia ngồi đi hả? Ở đâu cũng có quạt hết á. Không phải, bên kia mình kéo dài được, đằng này kéo dài được. Ừ, cái đằng kia ghế giữa được. Có ghế giữa. Đạp, này đặt rồi hả? Sao vậy? Vậy thôi, để này đây nè. Ngồi đây. Được đặt chơi. Hả? Cái gì uống vậy? Uống gì ngon rồi. Nó muối gì vậy? Ai vậy? Quý chào chồng của quý ACO luôn nè. Đi chơi hết luôn nè. Cái này ngon không vậy? Ngon. Không có trái nào không ngon hết nè. Rồi cái này kệ đi. Bán hết về sớm luôn. Ở nhà ở đây mà đâu về đâu. Mình phi mỏng lớn luôn. Cái nào cũng vô mỏng hết trơn. Trời ơi, đó mà cho gà gà là nó khoái. Thầu lắm. Đi, dựng thầu mấy cái này đi, đem về cho. À. Dạ. Nói gì cá với gà, gà vậy đâu đó. Trời ơi. Ừ. Để đi quên. Gotta give you some sample honey to taste. Cái này lấy lạnh gì? Cái này lấy lạnh hết đi. Dạ lạnh á, lạnh để lạnh mà. Lấy trong tủ mới lấy gà đó cô. Thank you.
fun. Vui chứ ha, phải không? Dạ. Quá vui luôn á chứ ai mà nó không vui thế này. Vui không? Vui. Vui phải không? Vui quá thì vui. Quá vui luôn. Vui hả ông Dưỡng? Ngày mai đi nữa. Mời mất mặn rồi. Coming. Xe mình nãy đậu đây mà phải không? Yeah, but ổng. Đây đi ra mấy cái chòi sau đi. Sao không có mấy cái chòi phải không? Có. Lấy tối cuốn xuống nha. Lấy tối cuốn qua xuống luôn thương ơi. Tối nó qua. Lấy tối cuốn qua xuống. Đi. Đó phải không? Đó mẹ. Thank you.
lấy ba trái. Cái đại lý của cái mấy cô đó trong chợ trước đây hiện anh nó trong chợ Bạc Liêu hả? Chợ Bạc Liêu rồi đó. Không ý là đặt tại đại lý dưới Bạc Liêu thì họ gọi lên đây cho bên em thì gặp xuống luôn á. Cái này mua thức chai vàng 48.000 đúng rồi. 125 rồi cũng hai là học của em 130 của chị Chi đây. Đâu có chiếc xe xem không? Ôi quá ha. Mùi. Cái này nó có còn 3 hát thì chơi rồi đúng không?
Porcelain, China wears temple. I didn't realize what that all was. Made of bowl and porcelain. Everything's made of porcelain. Recycled. Everybody get in, take a picture. Còn dân tục với dân cha tục chẳng đã đã đủ lạnh mà đây ở mình phân giác nhanh chứ
Tụ lạnh đi mẹ. Nửa ký, bọc ra, bọc đi lên nữa. Có đâu hả? Có anh. Dạ, cháo gỏi vịt. Ngon quá. Gỏi vịt, gỏi gà. Vịt đi, kêu phần đi hả? Ừ. Rồi kêu một phần đó đi. Gỏi vịt với một phần hủ tiếu mì xào. À. Ngon nè. Rồi. Bán hơn, bán rẻ. Không đỏ đâu. Sao? Hàng nhỏ, hàng đó đó. Quanh đó đó hả? À, nấu gì cũng có. Hả? Trời ơi, tao đang làm gì cho con? Để ốp này ra kêu ốp ra, ốp ra, ốp ra, ốp ra là bánh này. Thank you.
Đây, vô xe, vô xe.